Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải bằng máy tính Casio. Đầu tiên á, chúng ta phải đạo hàm cái cục này lên. Thì chúng ta sẽ có 3x bình phương trừ cho 2x trừ cho m trừ 9. Và cái số này là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm delta. Đó chính là B bình phương trừ 4 lần AC. B ở đây chúng ta sẽ có là trừ 2 nhưng với lại M trừ 3. Còn chữ A là số 3, còn chữ C là trừ M trừ 9. Sau đó chúng ta rút gọn lại cái cục này. Thì chúng ta sẽ có cục này. Tiếp tục chúng ta sẽ có x1 và x2. Chúng ta có trừ b trừ căn delta chia cho 2a. Còn này là dấu cộng. Chúng ta biết b ở đây chính là cái cục này trừ với trừ hành dấu cộng. Delta là cái cục này. Còn A là số 3. Tương tự cục dưới. Và bắt đầu từ đây chúng ta dùng máy tính Casio. Bây giờ chúng ta có máy tính Casio ở đây, chúng ta nhấn vào đây. Chọn số 9, bảng giá trị. Sau đó chúng ta nhấn cái cục phía trên này trước. Cục tiếp theo là cục dưới này. Tiếp tục, chúng ta biết M là các số nguyên chạy từ số 0 cho đến số 10. Chúng ta sẽ bắt đầu từ số 0 và kết thúc tại vị trí số 10. Mỗi số cách nhau một đơn vị. Và bây giờ chúng ta để ý kỹ nha. Máy hiện lên bị lỗi. Lỗi ở đây có nghĩa là do delta ở đây nè là số âm. Mà chúng ta biết khi mà delta nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ không có cực trị. Tuy nhiên, hệ số của chúng ta là số 3, là số dương. Cho nên nó sẽ đồng biến nguyên cái khoảng là error. Nó sẽ bao gồm luôn cái khoảng này. Cho nên mình sẽ chọn các giá trị nó bị lỗi nha. Là chúng ta sẽ có 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại vị trí số 6 đây nè. Chúng ta thấy số 1 với số 1 là giống nhau. Điều này chứng tỏ đây là một nghiệm kép. Thì nó sẽ là delta bằng 0. Thì khi đó, khi mà delta bằng 0 thì chúng ta sẽ có dạng cộng 0, cộng. Tại vì sao? Hệ số lớn nhất của x bình phương là số dương. Cho nên chúng ta sẽ có dạng cộng, không, cộng. Và nó bao gồm cái khoản này luôn. Cho nên mình sẽ chọn. Và bây giờ chúng ta xuống phần dưới. Thì nó sẽ tạo thành hai cực trị. Tuy nhiên để nó đồng biến. Thì có nghĩa là cái cực trị này nè. Nằm ở bên đây nè. Bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tại vì sao? Nếu mà nó lớn hơn 0 á. Thì nó sẽ bao gồm cộng, không, trừ, không, cộng. Nó sẽ bao gồm cái khoản này bên trong luôn. Có nghĩa là 2.3874 nó nằm lọt thỏm vào bên trong cái khoản này thì nó sẽ tạo thành cái khoản nghịch biến từ số 0 cho đến vị trí 2.3874. Cho nên số 7 chúng ta sẽ loại. Số 8 cũng loại luôn. Số 9 chúng ta cũng loại luôn. Cái này cũng loại luôn. Như vậy chúng ta đã hết. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu ở vị trí từ số 0 và kết thúc tại vị trí số 6. Như vậy từ số 0 đến số 6 chúng ta có 7 giá trị. Như vậy đáp án là câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.